Chào mừng quý vị đến và quay trở lại đồng hành cùng Con Số May Mắn. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình Tử Vi Con Số May Mắn, chúc quý vị vạn sự lành, mọi điều hanh thông, tấn tài tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, trong video ngày hôm nay, Tử Vi Con Số May Mắn chia sẻ đến quý vị là số tử vi có nội dung như sau. Mời quý vị cùng theo dõi. Tiết lộ kỳ tích đổi vận Đinh Mùi 1967, biết mệnh gặp thời, tài lộc rực sáng, tiền tỷ cầm tay, an nhàn hưởng thụ cảnh giàu sang, tháng 2 âm lịch năm 2024. Quý vị cô bác anh chị thân mến, trời sinh mỗi kiếp con người là sinh thêm lắm khóc cười thế nhân. Vì đâu ta nhọc tấm thân, oằn vai nặng gánh oán ân chất chồng. Kẻ sinh đã sẵn mình rồng, người sinh nô bộc kẻ dòng chân tu. Hồng trần dẫu kiếp phù du, đức năng thắng số thiện u do mình. Dù quan trái một chữ tình, hay là mất mát bóng hình người thân. Đứng lên mà nhẹ bước chân, vội chi bỏ cuộc cho thân héo tàn. Nghèo hèn hay dẫu cao sang, tâm mình chế ngự là đang rất giàu. Khó khăn gian khổ giải dầu, Đinh Mùi đứng lên ngẩng đầu mà đi. Cõi trần tử biệt sinh ly, xin đừng bỏ cuộc sầu bi kiếp người. Chào mừng quý vị đến và quay trở lại với Tử Vi ngày hôm nay. Tử Vi nguyện cho quý cô bác anh chị nhận được thật nhiều phước lành, sống đời bình an, hạnh phúc viên mãn. Lời đầu tiên, đội ngũ biên tập kênh Tử Vi xin được gửi lời cảm ơn tới quý cô bác anh chị đã luôn động viên và đồng hành cùng Tử Vi trong suốt thời gian vừa qua. Nhờ có sự đón xem và theo dõi của cô bác anh chị nên kênh Tử Vi đang ngày càng phát triển. Trước khi đi vào nội dung chính, đội ngũ biên tập kênh Tử Vi thành tâm mong nhận được sự động viên đến từ quý cô bác anh chị. Mong cô bác anh chị hoan hỷ bấm vào nút đăng ký kênh và nút chuông thông báo bên cạnh để nhận được những thông tin mới nhất từ đội ngũ biên tập kênh. Những nội dung Tử Vi mong muốn truyền tải đến quý cô bác anh chị, giúp quý cô bác anh chị lấy lại tinh thần, động lực để sống đời bình an. Như quý cô bác anh chị đã được biết, thì theo luật nhân quả, thành công hay thất bại đều có nguyên nhân sâu xa của nó. Nếu chúng ta muốn có được nhiều kết quả tốt đẹp, thì phải biết gieo nhân thiện ích, giúp người cứu vật. Suy cho cùng, tiền bạc và của cải không làm cho con người ta hạnh phúc nhất. Hạnh phúc nhất chính là gia đình hòa thuận, con cái thuận hòa, tâm an thân khỏe. Trên đời này, kẻ giàu người nghèo đều có nỗi khổ riêng, biết hướng thiện, biết điều chỉnh hành vi thái độ, ắt sẽ có cuộc sống đủ đầy an yên như mơ ước. Tử Vi luôn ở đây để giúp đỡ và lắng nghe những câu chuyện của cô bác anh chị. Cô bác anh chị hãy đăng ký kênh và bình luận bên dưới video để gửi đến đội ngũ biên tập video một chút động lực cô bác anh chị nhé. Tử Vi xin cảm ơn thiện tâm của cô bác anh chị. Ngay sau đây, không để cô bác anh chị phải chờ lâu thêm nữa, Tử Vi sẽ đi vào nội dung chi tiết. Xin mời quý cô bác anh chị cùng lắng nghe. Kỳ tích đổi vận Đinh Mùi 1967, biết mệnh gặp thời, tài lộc rực sáng, tiền tỷ cầm tay, an nhàn hưởng thụ cảnh giàu sang, tháng 2 âm lịch năm 2024. Trước tiên, xin mời quý cô bác anh chị cùng lắng nghe dự ngôn luận giải tổng quan tử vi tháng 2 âm lịch năm 2024 của bản mệnh Đinh Mùi, sinh năm 1967. Luận tử vi tháng 2 âm lịch năm 2024, tuổi Đinh Mùi thấy rằng vận khí của bản mệnh Đinh Mùi được dự báo sẽ tăng mạnh trong tháng Đinh Mão này. Tháng 2 âm lịch này rất thích hợp để mưu cầu đại sự, cầu công danh, cầu tài lộc khi các tín hiệu tử vi tích cực đang đứng về phía Đinh Mùi. Về mặt sức khỏe, tháng 2 âm lịch năm 2024 không có vấn đề gì nghiêm trọng về sức khỏe cho bản mệnh Đinh Mùi. Đinh Mùi có thể giữ được sức khỏe ổn định, không bị ảnh hưởng nhiều bởi những căng thẳng hay mệt mỏi trong cuộc sống. Tuy nhiên, Đinh Mùi cũng nên chú ý đến việc đi lại an toàn,
tránh những tai nạn hay chấn thương có thể xảy ra bất ngờ do ảnh hưởng của hung tinh Bạch Hổ. Đinh Mùi cũng nên duy trì một chế độ ăn uống và sinh hoạt lành mạnh, không nên ăn quá nhiều hay uống rượu bia. Đinh Mùi cũng nên tập thể dục và nghỉ ngơi đầy đủ để cải thiện sức khỏe và tinh thần. Tháng 2 âm lịch năm 2024 cũng là một tháng rất thuận buồm xuôi gió cho bản mệnh Đinh Mùi. Về mặt tài chính, Đinh Mùi có thể thu được nhiều lợi nhuận từ công việc, kinh doanh hay đầu tư. Bản mệnh Đinh Mùi có thể gặp được những cơ hội kiếm tiền bất ngờ hoặc nhận được những khoản tiền từ người thân, bạn bè hay người quen. Bản mệnh Đinh Mùi có thể thoải mái chi tiêu cho những nhu cầu cá nhân hay gia đình hoặc tích lũy tiền để dự phòng cho tương lai. Tuy nhiên, tuổi Đinh Mùi cũng không nên quá phung phí và lãng phí mà cần biết quản lý tiền bạc hợp lý và an toàn. Đinh Mùi cũng nên tránh những khoản chi tiêu không cần thiết hay những rủi ro cao trong đầu tư. Trên phương diện công danh sự nghiệp, đây là một trong những lĩnh vực thuận lợi nhất cho bản mệnh Đinh Mùi. Trong tháng 2 âm lịch năm 2024, Đinh Mùi có năng lực làm việc cao, được đồng nghiệp, cấp trên và đối tác tin tưởng và ủng hộ. Bản mệnh Đinh Mùi có thể hoàn thành xuất sắc những công việc được giao, đạt được những thành tích đáng khen ngợi. Đinh Mùi cũng có tinh thần sáng tạo và chủ động trong công việc, không ngại khó khăn và thử thách. Bản mệnh Đinh Mùi có thể gặp được nhiều quý nhân phù trợ, giúp Đinh Mùi mở rộng mối quan hệ và cơ hội nghề nghiệp. Tuy nhiên, Đinh Mùi cũng không nên quá tự mãn và chủ quan mà cần giữ vững tâm thế khiêm tốn và cẩn trọng. Bản mệnh Đinh Mùi cũng nên tiếp tục học hỏi và cập nhật kiến thức mới để không bị bỏ lại phía sau trong cuộc cạnh tranh khốc liệt. Bước sang tháng 2 âm lịch, đây sẽ là một tháng rất vui vẻ và hạnh phúc cho bản mệnh Đinh Mùi về chuyện tình cảm. Các cặp đôi tuổi Đinh Mùi có thể có những khoảnh khắc ngọt ngào và lãng mạn bên nhau, tăng cường sự gắn kết và hòa hợp. Đinh Mùi có thể cùng nhau lên kế hoạch cho tương lai. Bản mệnh Đinh Mùi độc thân cũng có nhiều may mắn trong tình yêu, có thể gặp được người mà đêm Mùi thích hoặc người thích. Đinh Mùi, bản mệnh Đinh Mùi độc thân có thể bắt đầu một mối quan hệ mới hoặc tiến triển tốt với người mà Đinh Mùi đang tán tỉnh. Tuy nhiên, bản mệnh Đinh Mùi cũng nên cẩn thận, không để bị cuốn vào những mối tình vô vọng hay những cuộc tình đơn phương. Đinh Mùi cũng nên lắng nghe và tôn trọng ý kiến của người khác, không nên quá ích kỷ hay bảo thủ trong tình yêu. Quý cô bác anh chị đang theo dõi video Kỳ tích đổi vận, Đinh Mùi 1967, biết mệnh gặp thời, tài lộc rực sáng, tiền tỷ cầm tay, an nhàn hưởng thụ cảnh giàu sang, tháng 2 âm lịch năm 2024. Ngay sau đây, xin mời cô bác anh chị Đinh Mùi cùng lắng nghe những dự ngôn, luận giải chi tiết về diễn biến các phương diện bao gồm tài lộc, sức khỏe, sự nghiệp và tình duyên gia đạo. Vậy bước sang tháng 2 âm lịch, quý bản mệnh Đinh Mùi sẽ đón nhận những khó khăn và thử thách gì, làm cách nào tận dụng những cơ hội để sớm ngày đạt được cuộc sống như mơ ước? Xin mời cô bác anh chị Đinh Mùi cùng lắng nghe. Trước tiên, sẽ là dự ngôn tử vi về diễn biến tài chính của quý cô bác anh chị Đinh Mùi 1967 trong tháng 2 âm lịch năm 2024. Tháng 2 âm lịch năm 2024 là một tháng vô cùng thuận buồm, xuôi gió với bản mệnh Đinh Mùi. Trong công việc và kinh doanh, bản mệnh được thực thần sao biểu trưng cho sự thông minh và linh hoạt, chiếu cố giúp Đinh Mùi có những quyết định sáng suốt và hiệu quả trong việc kiếm tiền. Dù làm công ăn lương hay tự kinh doanh, Đinh Mùi đều có thể thu về một khoản thu nhập khá ổn định và hơn thế nữa. Bên cạnh đó, sự hỗ trợ của tam hợp và quan đới cũng là yếu tố quan trọng giúp tuổi Đinh Mùi nâng cao uy tín và địa vị trong công việc. Bản mệnh Đinh Mùi sẽ có nhiều cơ hội để thể hiện khả năng và tài năng của mình, nhận được sự công nhận và khen ngợi từ cấp trên và đồng nghiệp. Các mối quan hệ công việc cũng được duy trì và phát triển tốt đẹp, mang lại cho Đinh Mùi nhiều lợi ích về mặt tài chính. Đối với những Đinh Mùi làm công ăn lương, tháng 2 âm lịch này là tháng của sự ổn định và thành công.
Đinh Mùi không gặp phải nhiều khó khăn hay áp lực trong công việc. Mọi việc đều diễn ra suôn sẻ và thuận lợi. Đinh Mùi cũng có thể dễ dàng hoàn thành các nhiệm vụ được giao, thậm chí vượt qua kỳ vọng của cấp trên. Đây là thời điểm Đinh Mùi có thể tự tin yêu cầu tăng lương hoặc thưởng thêm cho những đóng góp của mình, vì Đinh Mùi đã xứng đáng với những gì Đinh Mùi nhận được. Đối với những Đinh Mùi làm kinh doanh, tháng 2 âm lịch này là tháng của sự khéo léo và tận dụng. Đinh Mùi có thể dùng những mối quan hệ tốt đã xây dựng trước đó để mở rộng thị trường và tìm kiếm khách hàng tiềm năng. Đinh Mùi cũng có thể áp dụng những chiến lược kinh doanh thông minh và linh hoạt để thu hút và giữ chân khách hàng. Đây cũng là thời điểm Đinh Mùi có thể đầu tư vào những lĩnh vực mới mẻ hoặc khởi nghiệp theo đam mê của mình, vì Đinh Mùi có đủ khả năng và bản lĩnh để thành công. Tháng 2 âm lịch này, bản mệnh Đinh Mùi có thể an tâm cầu danh hay cầu tài, vì bản mệnh có nhiều duyên phận tốt trong hai lĩnh vực này. Tuy nhiên, Đinh Mùi cũng không nên quá chủ quan hay lơ là, vì tháng này cũng có sự xuất hiện của Bạch Hổ, sao biểu trưng cho sự tai họa và tiểu nhân. Đinh Mùi cần phải cẩn trọng trong việc quản lý tài chính, tránh những khoản chi tiêu không cần thiết hoặc những khoản đầu tư quá mạo hiểm. Đinh Mùi cũng cần phải tỉnh táo và chủ động trong việc phòng ngừa những âm mưu hay hãm hại từ phía tiểu nhân, tránh để bị mất tiền oan uổng. Hãy luôn giữ cho mình một tâm thế bình tĩnh và chín chắn. Đừng để bị cuốn theo những phong trào hay ý kiến không có căn cứ, vì điều đó sẽ khiến Linh Mùi gặp nhiều rủi ro trong công việc và kinh doanh. Vậy bước sang tháng 2 âm lịch, tình hình sức khỏe của cô bác anh chị Đinh Mùi sẽ có chuyển biến như thế nào? Xin mời cô bác anh chị cùng tiếp tục lắng nghe. Tháng 2 âm lịch năm 2024 là một tháng khá thuận lợi cho sức khỏe của bản mệnh. Đinh Mùi không phải lo lắng về những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, bệnh tật hay tai ương. Thể trạng của Đinh Mùi được duy trì ở mức tốt, tinh thần được giải tỏa, không bị căng thẳng hay mệt mỏi. Đinh Mùi có thể tận hưởng cuộc sống với sự an yên và hạnh phúc. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là Đinh Mùi có thể chủ quan hay lơ là trong việc chăm sóc sức khỏe. Trong tháng 2 âm lịch này, bản mệnh Đinh Mùi cũng phải đối mặt với một số tác động tiêu cực từ các sao xấu, đó là Bạch Hổ và Thực Thần. Cả hai sao này đều có thể gây ra những rắc rối cho sức khỏe của Đinh Mùi. Nếu Đinh Mùi không cẩn thận, Bạch Hổ là sao hung tinh chuyên gây ra tai nạn, va quệt xe cộ, chấn thương hay chảy máu. Để tránh những điều không may xảy ra, Đinh Mùi nên hạn chế đi xa, đi đường vắng hay đi vào buổi tối. Khi xuất hành, Đinh Mùi nên chuẩn bị kỹ lịch trình, kiểm tra xe cộ, mang theo những vật phẩm phong thủy, bình an. Ngoài ra, bản mệnh Đinh Mùi cũng nên đi đứng cẩn thận, tránh những hành động liều lĩnh hay thiếu suy nghĩ. Thực Thần là sao tốt, tin mang lại may mắn trong công danh, tài lộc và danh tiếng. Tuy nhiên, sao này cũng có mặt trái, là khiến Đinh Mùi dễ bị quyến rũ bởi những cuộc vui chơi, ăn uống, tiệc tùng. Điều này có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của Đinh Mùi. Nếu Đinh Mùi không kiểm soát được, bản mệnh Đinh Mùi nên chú ý ăn uống thanh đạm, hạn chế bia, rượu và các loại thực phẩm nhiều dầu mỡ. Đinh Mùi cũng nên duy trì một lối sống lành mạnh, tập thể dục đều đặn, ngủ đủ giấc để cân bằng cơ thể và tinh thần. Như vậy, bản mệnh Đinh Mùi có thể yên tâm về sức khỏe trong tháng 2 âm lịch năm 2024 nếu tuân theo những luận giải, gợi ý vừa rồi. Chúc cô bác anh chị Đinh Mùi luôn khỏe mạnh và hạnh phúc. Tiếp theo sẽ là dự ngôn, tử vi về phương diện tình duyên gia đạo của quý bản mệnh, cô bác anh chị Đinh Mùi trong tháng 2 âm lịch năm 2024. Bước vào tháng 2 âm lịch năm 2024 là tháng tam hợp với bản mệnh Đinh Mùi, mang đến cho những chú dê nhiều may mắn và thuận lợi trong tình duyên. Đây là thời điểm lý tưởng để bản mệnh khoe sắc đào hoa, tận hưởng không khí mùa xuân lãng mạn và ngọt ngào. Nếu bản mệnh Đinh Mùi đã có người yêu hay vợ chồng, thì hãy dành nhiều thời gian bên nhau, quan tâm và chăm sóc nhau hơn. Tình cảm của hai người sẽ ngày càng gắn bó hơn, hài hòa và ổn định hơn.
Đinh Mùi có thể cùng người ấy đi du lịch, dạo phố, xem phim hay làm những điều thú vị mà hai người chưa từng làm trước đây. Đây cũng là thời điểm thuận lợi để Đinh Mùi nâng cao mối quan hệ lên một tầm cao mới. Nếu bản mệnh Đinh Mùi vẫn còn độc thân, thì đừng bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời này để tìm kiếm nửa kia của mình. Đinh Mùi sẽ có nhiều cơ hội gặp gỡ và làm quen với những người phù hợp với tiêu chí và sở thích của Đinh Mùi. Đinh Mùi có thể tham gia các hoạt động xã hội, gia nhập các nhóm hay đăng ký các ứng dụng hẹn hò để mở rộng mạng lưới quan hệ. Đinh Mùi sẽ không thiếu người theo đuổi hay tỏ tình với Đinh Mùi trong tháng 2 âm lịch này. Đinh Mùi chỉ cần lắng nghe trái tim mình và chọn ra người xứng đáng nhất để yêu thương. Tuy nhiên, Đinh Mùi cũng cần chú ý một điều, đó là không nên quá ham muốn đào hoa hay chơi bời. Đinh Mùi có thể dễ dàng rơi vào tình trạng lưỡng lự, không biết ai là người thật sự phù hợp với mình. Đinh Mùi cũng có thể gây ra hiểu lầm cho những người xung quanh, khiến họ nghĩ rằng Đinh Mùi chỉ muốn chơi đùa với tình cảm của họ. Điều này sẽ ảnh hưởng xấu đến danh tiếng và uy tín của Đinh Mùi. Vì vậy, bản mệnh Đinh Mùi nên suy nghĩ kỹ trước khi quyết định bước vào một mối quan hệ nghiêm túc. Đinh Mùi nên xem xét kỹ các yếu tố như tính cách, hoàn cảnh gia đình, sự nghiệp và tương lai của người ấy. Đinh Mùi nên trân trọng và tôn trọng tình cảm của người khác, không nên làm tổn thương hay phụ bạc. Đinh Mùi nên biết rằng tình yêu là điều quý giá nhất trong cuộc sống, không phải là trò chơi hay công cụ để thỏa mãn nhu cầu cá nhân. Cuối cùng sẽ là dự ngôn tử vi về phương diện công danh sự nghiệp của quý bản mệnh Đinh Mùi trong tháng 2 âm lịch năm 2024. Theo luận giải mới nhất, tử vi tháng 2 âm lịch thấy rằng, bước sang tháng Đinh Mão, bản mệnh Đinh Mùi được cục diện tam hợp thái tuế nâng đỡ, vận trình sự nghiệp được hưởng nhiều lợi thế. Đây là một trong những tháng tốt nhất của năm đối với con giáp này, khi mọi việc đều thuận buồm, xuôi gió thành công liên tiếp đến nay. Tháng âm lịch này, Đinh Mùi sẽ có nhiều bước tiến mới, mọi khó khăn đã lùi xa, gặt hái thành quả đáng mừng. Đây có thể coi là giai đoạn thiên thời, địa lợi, nhân hòa, là cơ hội tốt để Đinh Mùi mạnh dạn tiến hành những điều mong ước, biến ước mơ trở thành hiện thực. Bản mệnh Đinh Mùi càng làm càng hăng say, sức sáng tạo mạnh mẽ, năng lực dễ dàng được ghi nhận. Những sáng kiến Đinh Mùi đưa ra hầu hết đều được tập thể ủng hộ. Bản mệnh làm gì cũng có đồng nghiệp sát cánh, kề bên, cấp trên cũng hết sức tạo điều kiện. Các mối quan hệ công việc cũng rất hài hòa, tốt đẹp. Quý nhân có thể là bất cứ ai ở cạnh Đinh Mùi. Quý khí từ tam hợp đóng vai trò như người kết nối, giúp bản mệnh tìm được nguồn khách hàng tiềm năng. Các giao dịch đều thuận lợi, ký kết nhiều hợp đồng thu về lợi nhuận lớn. Tháng này, các dự án triển khai vượt yêu cầu cả về chất lượng lẫn số lượng, đôi khi lợi nhuận còn nằm ngoài cả mong đợi ban đầu. Đinh Mùi nên tận dụng tối đa mọi cơ hội để làm bàn đạp tiến xa hơn nữa trong tương lai. Dẫu vậy, cũng đừng vội ngủ quên trên đỉnh vinh quang, càng thuận lợi, càng cần tĩnh tâm lại, giữ vững tinh thần, thắng không kiêu, bại không nản. Thái độ khiêm nhường sẽ giúp may mắn của Đinh Mùi được duy trì dài lâu. Khi đó, Đinh Mùi cũng có thể sáng suốt đưa ra lựa chọn và không lo bị tụt hậu so với lớp trẻ. Cũng cần lưu ý rằng, bạch hổ rình rập mang điềm báo kẻ tiểu nhân quấy nhiễu. Sức ảnh hưởng của hung tinh này tuy không lớn trước những các khí Đinh Mùi đang được hưởng, nhưng nó vẫn có thể khuấy động, tạo sóng ngầm. Hãy thận trọng với những người xung quanh, đừng vội tin lời nịnh bợ, bỏ ngoài tai rắc rối thị phi. Làm tới đâu sẽ nhìn thấy ngay thành quả tới đó, lại thêm nguyệt lệnh lâm đức quan đới hỗ trợ, vận khí ngày càng hanh thông. Công việc trên đà tiến tới, tinh thần học hỏi và ý chí cầu tiến của Đinh Mùi cũng giúp Đinh Mùi ngày càng hoàn thiện chuyên môn. Đừng quá lo lắng nếu tháng này có thể Đinh Mùi sẽ đưa ra quyết định quan trọng nào đó, ảnh hưởng lớn tới tương lai sau này, hãy bình tĩnh và sáng suốt. Đinh Mùi sẽ nắm chắc cơ hội tốt trong tay. Quý cô bác anh chị đang theo dõi video Kỳ tích đổi vận, Đinh Mùi 1967,
biết mệnh gặp thời, tài lộc rực sáng, tiền tỷ cầm tay, an nhàn hưởng thụ cảnh giàu sang. Tháng 2 âm lịch năm 2024, cô bác anh chị Đinh Mùi thân mến, cô bác anh chị còn đang lắng nghe không ạ? Tử vi sẽ tạm dừng một chút để hỏi han và quan tâm đến cô bác anh chị. Tử vi biết rằng thời tiết mấy ngày vừa qua chẳng dễ chịu là mấy, cô bác anh chị có cảm thấy khó chịu trong người không ạ? Cô bác anh chị nhớ uống nước đều đặn để đảm bảo cơ thể luôn được cung cấp đủ lượng nước cần thiết cho máu tuần hoàn và lưu thông, cô bác anh chị nhé. Nếu cuộc sống này có làm cho cô bác anh chị cảm thấy mỏi mệt thì hãy nghỉ ngơi một chút, đừng quá gắng sức trong những ngày thời tiết thất thường này, cô bác anh chị nhé. Chỉ cần cô bác anh chị còn mạnh khỏe thì tử vi tin rằng với sự phấn đấu và nỗ lực của mình, đến một ngày nào đó, cô bác anh chị sẽ đạt được những điều mình mong muốn. Và nếu có thời gian, cô bác anh chị hãy gửi đến đội ngũ biên tập kênh một chút năng lượng thông qua việc nhấn đăng ký kênh và bình luận bên dưới video để tử vi biết được cô bác anh chị còn đang lắng nghe những dòng tâm sự này. Tử vi không mong gì hơn, chỉ mong cô bác anh chị sống đời bình an, hạnh phúc viên mãn. Đó là những lời chân thành từ tận tâm trang những người phụng sự tử vi suốt chặng đường vừa qua. Ngay sau đây sẽ là một phần rất giá trị mà đội ngũ biên tập kênh đặc biệt dành tặng cô bác anh chị Đinh Mùi để thay lời cảm tạ tới. Đinh Mùi đã bớt chút thời gian ở lại với tử vi đến giờ phút này. Tử vi hy vọng những nội dung truyền tải đến cô bác anh chị Đinh Mùi ngay sau đây sẽ giúp cô bác anh chị sống đời bình an, hạnh phúc viên mãn khi bước sang năm 2024 đầy thử thách và cơ hội. Xin mời cô bác anh chị cùng tiếp tục theo dõi. Đầu tiên, xin mời cô bác anh chị Đinh Mùi cùng lắng nghe giữ ngôn, luận giải tổng quan tử vi năm 2024 của bản mệnh Đinh Mùi, sinh năm 1967. Năm Giáp Thìn 2024, năm Rồng là một năm đầy triển vọng và may mắn cho bản mệnh Đinh Mùi, theo tử vi năm 2024 của 12 con giáp. Năm 2024 sẽ mang lại cho Đinh Mùi những cơ hội vàng để thăng tiến trong sự nghiệp, cải thiện chất lượng cuộc sống và tận hưởng những niềm vui trong các mối quan hệ. Bản mệnh Đinh Mùi là những người có tính cách hiền hòa, nhân hậu và biết quan tâm đến người khác. Đinh Mùi luôn sẵn sàng giúp đỡ và chia sẻ với những người xung quanh. Năm Giáp Thìn 2024, bản mệnh Đinh Mùi sẽ nhận được sự trợ giúp và ủng hộ từ năng lượng của Rồng. Biểu tượng cho sự mạnh mẽ, linh hoạt và biến đổi, Rồng sẽ giúp Đinh Mùi vượt qua những khó khăn và thách thức trong cuộc sống, đồng thời khuyến khích Đinh Mùi thay đổi những thói quen và quan điểm cũ kỹ để phát huy tiềm năng của bản thân. Về mặt tài chính, bản mệnh Đinh Mùi cũng sẽ có những thành công đáng kể trong năm 2024. Đinh Mùi sẽ có được nguồn thu nhập ổn định và dư dả, có thể chi tiêu thoải mái cho những nhu cầu và mong muốn của bản thân và gia đình. Năm nay cũng là thời điểm tốt để bản mệnh Đinh Mùi đầu tư vào các dự án sinh lời, tiết kiệm tiền hoặc mua nhà, xe hoặc các tài sản khác. Tuy nhiên, Đinh Mùi cũng cần phải cẩn trọng khi giao dịch tiền bạc, tránh những rủi ro không đáng có hoặc bị lừa đảo. Trong lĩnh vực sự nghiệp, bản mệnh Đinh Mùi sẽ có những bước tiến vượt bậc. Trong năm 2024, Đinh Mùi sẽ có cơ hội thể hiện khả năng và tài năng của mình, nhận được sự công nhận và khen ngợi từ cấp trên và đồng nghiệp. Năm 2024 cũng là thời điểm thuận lợi để bản mệnh Đinh Mùi mở rộng mối quan hệ kinh doanh, tìm kiếm các đối tác mới hoặc chuyển sang một lĩnh vực mới phù hợp với đam mê và sở trường của mình. Bản mệnh Đinh Mùi cũng có thể dành thời gian để học hỏi và nâng cao kiến thức chuyên môn để chuẩn bị cho những cơ hội lớn hơn trong tương lai. Về mặt tình cảm, bản mệnh Đinh Mùi sẽ có những biến chuyển tích cực. Trong năm 2024, Đinh Mùi sẽ có được sự ổn định và hạnh phúc trong các mối quan hệ hiện tại hoặc tìm được người bạn đời phù hợp. Nếu đang độc thân, tuổi Đinh Mùi sẽ biết cách bày tỏ tình cảm và quan tâm đến người yêu
tạo ra những khoảnh khắc lãng mạn và đáng nhớ. Tuy nhiên, tuổi Đinh Mùi cũng cần phải tránh những xung đột và hiểu lầm với người thân, đừng để bản thân bị ảnh hưởng bởi những lời đồn đại hoặc sự ghen tị của người khác. Đinh Mùi sẽ có những cải thiện đáng kể về sức khỏe. Trong năm 2024, Đinh Mùi sẽ có được sức khỏe tốt và thể chất dẻo dai, có thể tham gia vào các hoạt động thể thao và giải trí. Năm 2024 cũng là thời điểm tốt để tuổi Đinh Mùi chăm sóc bản thân và làm đẹp để tăng thêm sự tự tin và hấp dẫn. Tuy nhiên, tuổi Đinh Mùi cũng cần phải ý thức về việc ăn uống và sinh hoạt hợp lý, tránh những thói quen xấu hoặc những tác động tiêu cực từ môi trường. Nhìn chung, năm Giáp Thìn 2024 là một năm rất thuận lợi và may mắn cho bản mệnh Đinh Mùi. Đinh Mùi sẽ có được những thành công và niềm vui trong các lĩnh vực quan trọng của cuộc sống, cũng như phát triển bản thân và khám phá những điều mới mẻ. Bản mệnh Đinh Mùi chỉ cần biết tận dụng những cơ hội và năng lượng của rồng để tạo ra một năm mới đầy sắc màu và huy hoàng. Tiếp theo sẽ là dự ngôn, luận giải về công danh, sự nghiệp và tài lộc của cô bác anh chị Đinh Mùi khi bước sang năm 2024. Năm 2024 là năm Giáp Thìn, một năm có nhiều may mắn và thuận lợi cho những người sinh năm Dê. Trong lĩnh vực công việc và tài chính, bản mệnh Đinh Mùi là những người có tính cách chăm chỉ, trung thực và sáng tạo. Những phẩm chất này sẽ giúp Đinh Mùi tạo dựng được nhiều thành công và uy tín trong sự nghiệp vào năm 2024. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Đinh Mùi cũng cần phải đối phó với những khó khăn và thử thách có thể xảy ra trên con đường sự nghiệp. Năm Giáp Thìn là một năm có nhiều các tinh chiếu mệnh cho bản mệnh Đinh Mùi, giúp Đinh Mùi có được nhiều cơ hội để mở rộng và phát triển sự nghiệp. Đây là một năm thuận lợi để Đinh Mùi thể hiện bản lĩnh và tài năng của mình, đạt được những thành tích xuất sắc và nhận được sự công nhận và đánh giá cao từ cấp trên, đồng nghiệp và khách hàng. Đinh Mùi nên tận dụng những cơ hội này để phát huy khả năng của mình, đồng thời tìm kiếm những kết nối mới và xây dựng mối quan hệ tốt với những người có ảnh hưởng trong ngành của Đêm Mùi. Tuy nhiên, cũng không thể tránh khỏi những cạnh tranh gay gắt và áp lực cao trong công việc. Vào năm 2024, Đinh Mùi có thể gặp phải những thay đổi bất ngờ hoặc những biến động không mong muốn trong công việc, khiến Đinh Mùi phải thay đổi kế hoạch hoặc điều chỉnh chiến lược. Đôi khi Đinh Mùi cũng có thể gặp phải những ý kiến trái chiều hoặc xung đột với cấp trên hoặc đồng nghiệp. Để vượt qua những khó khăn này, bản mệnh Đinh Mùi cần phải có sự linh hoạt và khả năng thích ứng cao. Đinh Mùi không nên bảo thủ hay cố chấp với những ý tưởng hay cách làm việc cũ, mà hãy cởi mở với những điều mới mẻ và sáng tạo. Bản mệnh Đinh Mùi cũng nên biết lắng nghe và tôn trọng ý kiến của người khác, đồng thời biết giải quyết xung đột một cách hòa nhã và chuyên nghiệp. Ngoài ra, bản mệnh Đinh Mùi cũng có thể có ý định thay đổi công việc hoặc vị trí trong năm 2024. Nếu Đinh Mùi có dự định này, Đinh Mùi cũng sẽ có những cơ hội tốt để thực hiện. Có thể Đinh Mùi sẽ được mời sang một công ty mới với mức lương cao hơn, hoặc một vị trí quan trọng hơn. Tuy nhiên, Đinh Mùi cũng không nên vội vàng quyết định, mà hãy cân nhắc kỹ lưỡng những ưu và nhược điểm của việc thay đổi công việc. Đinh Mùi cũng nên tìm hiểu kỹ về công ty mới, môi trường làm việc và những yêu cầu của công việc mới trước khi đồng ý. Năm 2024 là một năm có nhiều triển vọng và tiềm năng cho bản mệnh Đinh Mùi trong lĩnh vực sự nghiệp. Đinh Mùi hãy chuẩn bị tinh thần và năng lượng để đón nhận những cơ hội và thử thách mới, đồng thời phát huy những phẩm chất tốt của mình để tạo dựng được sự nghiệp vững chắc và thành công. Năng lượng rồng sẽ đóng vai trò là một đối thủ đáng gờm. Trong tình huống này, nó tượng trưng cho một ngọn núi cao mà Đinh Mùi cần phải vượt qua. Nếu Đinh Mùi sở hữu nguồn năng lượng dồi dào và sẵn sàng chấp nhận cả những tình huống xấu nhất, thì Đinh Mùi có thể cân nhắc việc bước tiếp và đón nhận những thử thách mới. Nếu không, Đinh Mùi nên gắn bó với công việc hiện tại mà Đinh Mùi đã quen và tìm kiếm cơ hội
phát triển bằng cách thay đổi cách thức làm việc của bản thân trước tiên. Tuy nhiên, bản mệnh Đinh Mùi cũng cần phải giữ vững đạo đức và trung thực trong công việc. Đừng để lòng tham chi phối hành động của Đinh Mùi và đừng bao giờ dùng những phương pháp bất chính để kiếm lợi. Nếu không, Đinh Mùi sẽ mất đi uy tín, danh tiếng và tiền bạc của mình rất nhanh chóng. Ngoài ra, bản mệnh Đinh Mùi cũng cần có kỹ năng quản lý tài chính hiệu quả. Hãy biết chi tiêu hợp lý, tiết kiệm và đầu tư thông minh. Không nên lãng phí tiền bạc vào những thứ không cần thiết hoặc quá xa xỉ. Khi có ý định đầu tư vào một dự án mới, Đinh Mùi nên tìm hiểu kỹ về thị trường, rủi ro và lợi nhuận. Nếu có thể, Đinh Mùi nên nhờ sự tư vấn của một chuyên gia uy tín để có quyết định chính xác. Năm 2024 cũng là năm thích hợp để bản mệnh Đinh Mùi khởi nghiệp hoặc mở rộng kinh doanh. Đinh Mùi có thể tận dụng những dự án tiềm năng, những ý tưởng sáng tạo và những mối quan hệ tốt để tạo ra những nguồn thu nhập mới cho mình. Vừa rồi là dự ngôn, luận giải về công danh, sự nghiệp và tài lộc của cô bác anh chị Đinh Mùi khi bước sang năm 2024. Tiếp theo, xin mời cô bác anh chị Đinh Mùi cùng lắng nghe những dự ngôn tổng quan về vận trình tử vi hàng tháng âm lịch trong năm 2024. Vận trình sẽ có lúc thăng, lúc trầm, quan trọng là Đinh Mùi luôn ở thế chủ động, hành sự thận trọng thì việc gì cũng thành. Vận trình tổng quan tuổi Đinh Mùi, tháng 1 âm lịch, năm 2024, tháng Dần, việc làm ăn vào vùng bình ổn, có cơ hội mở rộng quy mô. Tuy nhiên, vận quý nhân không nhiều, chủ yếu tự lo tự làm, không có ai hỗ trợ nên lúc nào cũng tất bật. Vận trình tổng quan tuổi Đinh Mùi tháng 2 âm lịch, năm 2024, tháng Mão, các khí thăng hoa, công việc gặt hái thành công lớn, có thể được đề xuất thăng chức hoặc tăng lương. Có điều áp lực lớn, lại ít vận động khiến đương số dễ bị đau nửa đầu hoặc đau cột sống, xương khớp. Vận trình tổng quan tuổi Đinh Mùi tháng 3 âm lịch, năm 2024, tháng Thìn, có của nên giữ kín, đừng khoe khoang kẻo bị kẻ gian dòm ngó, thậm chí đột nhập tư gia trộm đồ quý giá, tiền bạc tiêu xài nhiều, đa phần dành cho người thân, hoặc tạo các mối quan hệ mới. Vận trình tổng quan tuổi Đinh Mùi, tháng 4 âm lịch, năm 2024, tháng Tỵ, thời điểm làm ăn suôn sẻ, dễ ký kết được hợp đồng lớn hoặc được cấp trên khen thưởng đề bạt. Vận trình tổng quan tuổi Đinh Mùi, tháng 5 âm lịch, năm 2024, tháng Ngọ, có lộc về đầu tư bất động sản hoặc lĩnh vực tài chính. Nguồn thu phụ gia tăng, tiền bạc dồi dào, có điều thận trọng khi đi lại, nhất là đến nơi sông nước kẻo gặp xui xẻo. Vận trình tổng quan tuổi Đinh Mùi, tháng 6 mét lịch, năm 2024, tháng Mùi, tinh thần bất ổn, dễ nổi nóng, gây hấn với người khác khiến công việc bị trục trặc, gia đạo xuất hiện mâu thuẫn, chuyện tình cảm lứa đôi bất hòa, đổi lại, phương diện tài chính khá tốt, tiền bạc vào ra cân đối không phải lo nghĩ nhiều. Vận trình tổng quan tuổi Đinh Mùi, tháng 7 âm lịch, năm 2024, tháng Thân, ra ngõ gặp quý nhân, gặp việc khó có người nâng đỡ, thu nhập có gia tăng do có thêm nguồn thu phụ, có điều, cẩn trọng khi đi đứng kẻo bị té ngã, va quệt khiến thương tật ở tay, chân hoặc vùng mắt. Vận trình tổng quan tuổi Đinh Mùi, tháng 8 âm lịch, năm 2024, tháng Dậu, tài khí vượng, làm ăn kinh doanh phát đạt, tiền bạc chảy không ngừng vào túi, đào hoa vận cũng dần vượng, tốt cho những ai còn độc thân. Vận trình tổng quan tuổi Đinh Mùi, tháng 9 âm lịch, năm 2024, tháng Tuất, tiền bạc có dấu hiệu hao tán, do bị lừa gạt hoặc chi phí cho sức khỏe, gia đình đón hỷ tín, có tin vui về con cái trong nhà. Vận trình tổng quan tuổi Đinh Mùi, tháng 10 âm lịch, năm 2024, tháng Hợi, tiền bạc không ngừng chảy về túi, tiêu pha rủng rỉnh cho cả người thân trong gia đình, đón tin vui về con cái hoặc hỷ tín trong nhà. Vận trình tổng quan tuổi Đinh Mùi, tháng 11 âm lịch, năm 2024, tháng
tháng Tý, kinh doanh buôn bán đắt hàng, nhưng sức khỏe có dấu hiệu xuống dốc, nên ưu tiên nghỉ ngơi, cẩn thận đường sông nước hoặc các vấn đề về da như dị ứng thời tiết, phát ban do không hợp thổ nhưỡng. Vận trình tổng quan tuổi Đinh Mùi, tháng 12 mét lịch, năm 2024, tháng Sửu, công việc làm ăn nhiều và áp lực, có điềm tiểu nhân quấy phá, hết sức thận trọng khi ký kết giấy tờ kẻo mắc mưu kẻ xấu, gia đạo có chút bất hòa nên dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Cuối cùng sẽ là cẩm nang phong thủy trong năm 2024 cho bản mệnh Đinh Mùi, con số may mắn 9, 5 và những con số chứa 59 như 95. 559, ngày may mắn, ngày 21 và 7 âm lịch hàng tháng, màu sắc may mắn, màu nâu, vàng, da cam, loài hoa may mắn, hoa tử đinh hương, hoa huệ và hoa hồng, hướng may mắn, hướng đông bắc, đông nam, tây nam, tháng may mắn, tháng 1, 4 và tháng 8 âm lịch. Bản mệnh Đinh Mùi có thể tham khảo một số vật phẩm phong thủy sau đây. Trước tiên là vòng tay đá onyx đen thu hút tài lộc. Đá onyx hay còn gọi là đá xuyên sáng, được biết đến một loại bùa hộ mệnh cho người sử dụng. Trải qua hàng ngàn năm hình thành, loại đá này đã tích tụ năng lượng vô cùng mạnh mẽ bên trong, giúp chủ sở hữu gặp nhiều thuận lợi và may mắn hơn trong cuộc sống. Bản mệnh Đinh Mùi có thể sử dụng loại đá phong thủy này để tránh những rủi ro tài chính mà bản thân có thể gặp phải trong năm 2024. Bởi một trong những công dụng nổi bật của đá onyx đen là khả năng thu hút tài lộc, giúp chủ nhân đưa ra những quyết định tài chính khôn ngoan, có lợi cho bản thân. Thứ hai là vòng tay thạch anh hồng, cải thiện nhân duyên. Vào năm 2024, những người sinh vào tuổi Đinh Mùi có thể phải đối mặt với một số vấn đề nhỏ trong các mối quan hệ của mình hoặc xảy ra những hiểu lầm tình cảm. Để cải thiện cơ hội trong tình yêu và các mối quan hệ, bản mệnh có thể đeo vòng tay thạch anh hồng để thu hút tình yêu và tăng cường sự hòa hợp đôi lứa vợ chồng. Quý vị thân mến, phần cuối chương trình tử vi xin mời quý vị nán lại thêm ít phút, cùng lắng nghe những chia sẻ về việc không làm các điều ác, nên làm các việc lành, tự thanh tịnh tâm, không làm mọi điều ác, thành tựu các hạnh lành, tâm ý giữ trong sạch. Chính lời chư Phật dạy, kinh Pháp Cú, phẩm Phật Đà. Câu 183. Chúng ta học Phật nên bỏ đi thói quen cũ này. Tọa thiền, niệm Phật chỉ là hình tướng bên ngoài của học Phật. Nếu như cuộc sống hằng ngày không tích lũy phước đức thì lúc tọa thiền, những thói quen cũ lại khởi lên. Bởi thế, chúng ta nên từ trên căn bản mà sửa đổi ngay những thói quen cũ này. Từ căn bản là thế nào? Tức là sửa đổi ngay ở 6 căn của chúng ta. Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. 6 căn là tất cả căn bản trong cuộc sống thường nhật của chúng ta. Vì thế trong cuộc sống hằng ngày chúng ta từ 6 căn, không làm các việc ác, mà làm các việc thiện. Chúng ta làm cho lục căn thanh tịnh, tịnh hóa những cấu nhiễm trong cuộc sống. Chỉ cần hàng ngày chúng ta làm cho tâm thanh tịnh, thì chúng ta sẽ an nhiên thảnh thơi, thoát khỏi những lo lắng, muộn phiền tiếc nuối, thì đó chính là thiền, là định. Bởi vậy, chúng ta học Phật tu hành nên bỏ đi những thói quen cũ này, ngay trong cuộc sống thường nhật, không làm các việc ác, mà làm các việc thiện, đó là chứng minh chúng ta tu hành. Thành tựu đó là con đường tránh để học Phật, không làm ác mà làm lành, là một việc hết sức bình thường, không giống như tứ thiền bát định, thiền chỉ thiền quán. Cho nên chúng ta xem thường nó, như vậy thì chúng ta học Phật cũng như đi xem kịch mà không vì việc liễu sanh thoát tử. Nếu là như vậy thì tính và nguyện của chúng ta là bất tránh, mà bất tránh thì rơi vào tà đạo. Một người tín nguyện chân chánh xem thường việc không làm điều ác, thường làm việc lành thì đã đi con đường cong kẹo rất dễ gặp phải những chướng ngại khác. Điều này thấy rất đơn giản nhưng lại rất xấu xa. Phật dạy rằng, tất cả những việc làm trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta đều là biểu hiện ra bên ngoài của nội tâm, động niệm mà khởi, hành vi bên ngoài và tâm niệm bên trong. Không có sai biệt, khi chúng ta tọa thiền đạt được cảnh giới nào,
tầng thiền nào đều tương ứng với phương đức tu hành. Trong cuộc sống thường nhật của chúng ta, nếu một người tích lũy phước đức cao, thì khi tọa thiền sẽ để đạt được cảnh giới cao, và ngược lại. Một người bình thường không tạo phước đức nghiệp chướng sâu dày thì dù có ngồi thiền một đời cũng không đạt được gì cả. Bình thường chúng ta nói, tu hành, liền nghĩ đến ngồi thiền hay những gì cao xa lắm, thì thật, tu hành là tích lũy phước đức, tu 37 phẩm trợ đạo lục độ vạn hạnh, nhưng không chỉ hoàn toàn tìm cầu phước báo bên ngoài, mà là tự tịnh kỳ ý, làm cho tâm ý mình thanh tịnh, trong sạch. Rất nhiều người nghĩ rằng tự tịnh kỳ ý là công phu của tọa thiền niệm Phật, từ cái nhân quả cảm thấy không đúng lắm. Tự tịnh kỳ ý là công phu của chư ác mặc tác, chúng thiện phụng hành mà được vậy, tu hành thì chư ác mặc tác, chúng thiện phụng hành là việc chính hành. Còn tọa thiền niệm Phật là chở hành, tư vi cảm thấy rất nhiều người đánh giá thấp thâm ý của chư ác mặc tác, chúng thiện phụng hành. Trong bài kệ này, hai câu này không chỉ là tư tưởng căn bản của lục tổ đàn kinh, làm việc tránh, tức là đạo, cũng tương ứng với câu dĩ giới vi sư, tức là làm việc ác, là phạm giới, việc thiện mà không làm cũng phạm giới. Có người định nghĩa, tam vô lậu học như sau, giới là chỉ giới, thiền là tọa thiền, như vậy cũng sai rồi. Hàm ý chân tránh của tam vô lậu học là, nhân giới danh định, nhân định phát tuệ. Cũng có thể nói công phu của việc trì giới là công phu của chư ác bạc tác, chúng thiện phục hành. Khi giới đã thuần phục, thì tự nhiên phát định. Định ở đây không phải là tọa thiền nhập định, định. Không chỉ có ở Phật giáo mà các ngoại đạo cũng có, tọa thiền nhập định chỉ là một loại chợ hành mà thôi. Chư ác mặc tác chúng thiện phục hành, tự tịnh kỳ ý, thì chư Phật giáo quả thật là một huấn thị tuyệt vời. Hàm chứa dụng đại từ, đại bi của giáo chủ Thích Ca, Ngài đã vì người hậu thế học Phật chúng ta mà thiết lập con đường sắc chánh đạo rất dễ hành. Mọi người đều có thể hành, là một ngày đạt được một ngày, một người làm được việc tốt không khó. Khó là cả đời làm việc tốt, không làm việc xấu, đạt được những vấn đề này quả thật không dễ, như vậy mới chính là công phu tu tập. Cho nên chư ác mặc tác, chúng thiện phục hành, cũng dễ làm nhưng cũng không dễ. Chư ác mặc tác, chúng thiện phụng hành, là phương thức để đến tự tịnh kỳ ý, đó cũng là phát ngôn của lý không của việc thể chứng vô ngã. Thông thường, chúng ta từ trên giáo lý mà nắm bắt lý không vô ngã. Trên thực tế như vậy, cũng không hiểu thấu đáo, chỉ có thể thực hành, sau cùng mới có thể chân thật thể chứng lý không của vô ngã. Nếu muốn tọa thiền quán tưởng, để cầu siêu giải được không, mà cuộc sống hàng ngày không có bảo chứng công phu của hành vi, thì không thể ngộ được lý không, bởi vì chúng ta ngồi đó mà cứ không a thì đó là từ ngã cầu không, làm cho trong ý thức ở cảnh giới nghĩ rằng có một chút gì đó là không, nhưng mà ngã vẫn còn nguyên đó. Cầu không như vậy, chỉ là tự lừa dối mình thôi, làm không được lý không của vô ngã thì đều giả không. Nếu một người trong cuộc sống hằng ngày thường nghĩ đến người khác mà quên đi chính mình thì người đó đã trải qua thể chứng không của vô ngã. Ở đây Tử Vi lại nghĩ đến lục tổ đàn kinh. Người sau này đọc lục tổ đàn kinh rất ít chú ý đến phát ngôn tốn ngộ của kinh. Phát ngôn tốn ngộ của lục tổ được xây dựng trên cơ sở của câu làm việc tránh, tức là đạo, không có công phu bình thường, làm việc tránh. Tức là đạo này thì cũng giống như xây lầu cát trên không mà thôi. Trong lục tổ kinh, vì bậc thượng căn, thượng trí mà khai lập pháp môn thù thắng đốn ngộ, đồng thời cũng nhấn mạnh công phu thông thường của làm việc tránh. Tức là đạo giống như tâm bình thì việc gì phải trì giới hành đúng thì việc gì phải tu thiền. Nói đến cùng, pháp môn đốn ngộ cũng là công phu thường ngày, là công phu thường ngày của bậc thượng căn. Và nói đến bậc thượng căn, tức là không phải chỉ cho những người thông minh, mà là chỉ cho những bậc có thiện nghiệp. Sâu dày tâm bình hành trực chỉ có những người có thiện nghiệp sâu dày, tâm bình hành trực, tích lũy công phu đến một trình độ nhất định, cơ duyên thuần thục, giống như quả chín thì dụng, khai ngộ thôi. Cho nên phương châm làm việc tránh là đạo,
cùng với pháp môn đốn ngộ trên phương diện công phu là giống nhau. Người trước là xem trọng phần nhân mà nói, người sau vì xem trọng phần quả mà nói. Cho nên Lục Tổ nói, Phật Pháp ở tại thế gian, không xa lìa thế gian mà giác ngộ. Nếu tách khỏi thế gian mà tìm cầu bồ đề thì cũng như đi tìm lông rùa sừng thỏ. Chúng ta đọc đàn kinh dù thế nào cũng nên say mê cách miêu tả ngoại tướng của phát ngôn đốn ngộ như trong một sát là vọng niệm tiêu diệt, nếu nhận thức được tự tánh một khi ngộ thì thành Phật. Lục Tổ khai lập phương tiện như vậy không sai, nhưng người học Phật chúng ta nghĩ như vậy, tức sai, là vọng tưởng chúng ta nên đi theo chư ác mạt tác, chúng thiện phục hành mà cố gắng thực hành. Điều mà Tử Vi cảm thấy buồn nhất là từ sau đời Đường Thiền Tông phát triển, ngồi thiền giống như phong trào, mọi người cứ nhìn chằm chằm vào phát ngôn đốn ngộ, đều muốn lập tức thành Phật mà vấn đề chư ác mạt tác, chúng thiện phục hành rất ít được người nghĩ đến, thậm chí còn xa vào sự tranh cãi giữa hai phát môn, đốn và tiệm. Đây là điều đáng lo của Phật giáo. Vứt bỏ cơ bản của Phật giáo mà đi tìm kiếm những cành lá vụn vặt là điều không nên. Trong tất cả kinh điển Tam Tạng, 12 bộ đều là những điều cơ bản và căn bản phân tích rõ thế nào là hành đúng chánh đạo. 37 phẩm trợ đạo lục độ, tứ nhiếp pháp đều là giáo pháp quan trọng của Phật giáo, đó cũng là sức sống hiện tại của Phật giáo. Lục Tổ Kinh vì bậc thượng căn lập nên pháp môn đốn ngộ, đồng thời cũng chứa đựng pháp môn niệm tu, pháp tức không đốn ngộ, chỉ có nhanh hay chậm mà thôi. Chánh pháp vốn không có đốn tiệm, chỉ có con người có lợi, căn độn căn mà thôi, tự thức bồn tâm, tự kiến bốn tánh, tức không có gì sai biệt. Cho nên lập đốn tiệm chỉ là giả danh, nếu chúng ta đọc kỹ thư tịch lịch sử và đăng lục, sẽ dễ dàng phát hiện chư vị cao tăng đại đức thời xưa đều xem trọng chánh hạnh. Trong cuộc sống hằng ngày như Mã Tổ Đạo Nhất, nói bình thường tâm thị đạo, đó là yêu cầu chúng ta tu hành trong cuộc sống hàng ngày, trong thời cận đại và đương đại, như Đại sư Hư Vân và chư Tôn Đức hiện tại, cũng hết lòng khuyên bảo đệ tử rằng, học Phật nên từ chánh hạnh mà bắt đầu, đó là cơ bản của Phật giáo. Trước đây thường có người đến hỏi Tử Vi thiền là gì, Tử Vi trả lời họ, không suy nghĩ lung tung, không suy nghĩ vớ vẩn. Đó là thiền, chúng ta hằng ngày thường hành chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành là vì mục đích thâm áo của quán không để chứng ngộ vô ngã, chứ không vì tìm cầu phước báo. Nếu vì mục đích cầu phước thì rơi vào chấp tướng, không thể thoát ly sanh tử, vượt qua luân hồi, lục đạo. Điều này làm chúng ta nghĩ đến những người gương mẫu của xã hội. Họ đều là những người tốt, vì xã hội cống hiến nên được chọn làm gương mẫu, nhưng sau đó cảm thấy bị áp lực rất nhiều và mệt mỏi. Bởi vì họ chấp giữ tướng nội tâm bị chằng chịt trong danh dự, gương mẫu, người học Phật nên ngay trong cuộc sống thường nhật mà bỏ ác làm lành, thực hành theo chánh đạo, không chấp xử tướng, làm theo sự lý, tự tại vô ngại và cuối cùng sẽ chứng Phật quả. Và sự thật thì chúng ta đều khẳng định rằng, nếu chúng ta làm việc tốt thì được mọi người khen ngợi và tự mình trong lòng cảm thấy vui, ăn ngon ngủ được. Nhưng nếu hôm nào làm một việc gì xấu thì bị mọi người khinh thường. Tuy họ không nói ra nhưng lòng ta cũng cảm thấy áy náy, ăn không ngon, ngủ không yên. Vì thế, dù thế nào đi chăng nữa, chúng ta cũng không nên xem thường việc làm trong cuộc sống hàng ngày, thật đáng sợ. Một hành vi bé tí, một ý niệm nhỏ nhỏ đều ảnh hưởng đến nội tâm của chúng ta. Đó là lý do hôm nay chúng ta làm mới hai câu kệ, chư ác mạt tác, chúng thiện phục hành. Quý vị cô bác anh chị thân mến, như chúng ta đã được biết thì theo luật nhân quả, thành công hay thất bại đều có nguyên nhân sâu xa của nó. Nếu chúng ta muốn có được nhiều kết quả tốt đẹp thì phải biết gieo nhân thiện ích, giúp người cứu vật. Suy cho cùng, tiền bạc và của cải không làm cho con người ta hạnh phúc nhất. Hạnh phúc nhất chính là gia đình hòa thuận, con cái thuận hòa, tâm an thân khỏe. Trên đời này, kẻ giàu người nghèo đều có nỗi khổ riêng, biết hướng thiện, biết điều chỉnh hành vi thái độ, ắt sẽ có cuộc sống đủ đầy an yên như mơ ước.
Trên đây là chia sẻ tâm huyết về nội dung Kỳ tích đổi vận, Đinh Mùi 1967, biết mệnh gặp thời, tài lộc rực sáng, tiền tỷ cầm tay, an nhàn hưởng thụ cảnh giàu sang, tháng 2 âm lịch năm 2024, từ đội ngũ biên tập chương trình. Trong quá trình truyền đạt video, đội ngũ biên tập không thể tránh khỏi những thiếu sót, mong quý vị thông cảm và đồng hành đóng góp ý kiến dưới phần bình luận. Để đội ngũ biên tập chương trình cố gắng ngày một hoàn thiện hơn, mong rằng nội dung này có thể giúp quý vị có thêm niềm vui và thành công trong cuộc sống. Tử vi con số may mắn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.